dụ như là một cái cushion đó, mình làm cho cái gương mặt của mình thật là đẹp trong cái lớp makeup của mình, nó tuyệt vời nha mọi người ha. Và hiện tại là hai em này thì giá của phấn son 190, giá của phấn trắng là 270 nha cả nhà nha. Wow. Còn ỏ tới dầu của tới chim. Cái gì đây? Anh hạt rẻ. Rẻ dầu. Đi về đây. Mày bóc cái này đi, cái này là cái gì ta? Cái này trong người bóc cái đó đi. Được rồi. Cho nó vào đây không nó rớt cái hạt. Lọ thì tên gì ta? Lọ hạt giấy thì sao ấy? Đúng rồi. Là loại sao? Xa. Đó. Thì đó, nó quê á mà thích ai á mà ship đủ 1000 hạt á. Là người đó sẽ yêu mình á. Ông ấy giờ bà xếp chứ nữa mua giờ bà xếp 1000 nữa sao là xong bà tặng cho ai? xin lỗi đi, xin lỗi xà lơ xin hiếu nha mọi người. Rồi chốt đơn giùm cho em nha mọi người ơi. Rồi chốt đơn giùm cho em nha. Đang được giảm giá cho sản phẩm của chúng ta là mặt nạ yến mạch ngọc trai và mặt nạ chùm ngay. Bên cạnh đó yến mạch chùm ngay cũng có thể mình sử dụng luôn. Mình sử dụng để làm ra một cái loại hỗn hợp rất là chất lượng nha mọi người ơi. Trời ơi đúng rồi nha. Bà tỉnh lắm mọi người ơi, rất là tỉnh. Đây, để tôi này là cái ngôi sao. Tôi sẽ cho ông đọc thiệp nha. Thiệp gì? À làm trong trong ngôi sao đó thì có lời hả? À có nè. Ôi, có chừng vậy. Có hai cái cuộn. Đó, tạo tình đó hồi đó, xưa tạo tình. Có cái gì đâu? Ủa gì hả? Ủa, là thiệp chưa? Thì là trang trí rồi. Trang trí thôi. Để vô lại đi. Quê. quê là quê chung mình quê nhiều. Mỗi người một quê. Quê là quê chung mình đi quê quá. Chốt đơn đi mọi người ơi, bà bị quê rồi. Chốt đơn cho bà bớt quê nha mọi người ơi. Chốt đơn cho bà bớt quê đi. Trời ơi mọi người ơi, mặt nạ yến mặt ngọc trai rất là dịu nha, rất là yêu thương và rất là tình cảm nha mọi người ha. Vào mình chốt đơn ai cũng hộ thiệp nè. Nha mọi người ơi, ních quả giảm giá đúng rồi nha, giảm giá rất là ok nha mọi người ơi. Hello anh hạt rẻ và bé dâu, em là Ngân, là mẹ đơn thân, cũng vô tình biết đến hành trình này từ xem OL là cái gì? Online. Từ xem online ở phố đi bộ. Lúc đó em tưởng chừng thế như bế tắc, gục ngã. Nhờ sự xuất hiện của anh và bé dâu đã giúp em vui vẻ, tích cực hơn rất nhiều. Em có món quà nhỏ tự tay em xếp hai bộ lọ điều ước. Hy vọng những ước mơ của anh và bé dâu sẽ thành hiện thực nhé. Chúc anh và bé dâu luôn nhiều sức khỏe để tiếp tục hành trình này. Phía trước, chúc dâu mãi xinh đẹp hoàn thiện mình ngày một tốt hơn, nghe lời anh hạt rẻ nhé. Vì không có anh hạt rẻ thứ hai, chỉ có anh Hùng Bolic. Ngân, rồi xin cảm ơn bạn Ngân đã gửi cho em món quà handmade này tới nha. Rồi thùng quà thứ hai, thùng quà cuối cùng đã hết rồi đúng không? Quà này của vợ chồng chị ấy gửi nè. Dạ mọi người ơi, vẫn ủng hộ chốt đơn giùm cho em nha mọi người ha. Vẫn ủng hộ chốt đơn giùm cho em trong giỏ hàng nha. Đang được giảm giá nha mọi người ơi. Đang được giảm giá siêu ưu đãi. Siêu ưu đãi luôn, phải mua liền. Phải chốt liền giùm cho em. Thiệt luôn á. Phải chốt liền giùm em nha mọi người ơi. Đó, quá nhiều mà ưu đãi luôn. Rồi vô giùm cho em nha mọi người ơi. Dạ rồi, tương lai không xa nha. Tương lai không xa có nhiều sản phẩm mới. À, hai cái bức thư hồi nãy là để viết cái ước mơ vào. À, trời ơi. Rồi, rồi ok nha. Chốt đơn liền dành cho em cho cái gói này thật nhiều nha. À chà, có cơm ăn. Yeah. Rồi, dọn món quà tiếp theo, đây là một cái đôi guốc của mày, đôi guốc này là đôi guốc hiệu của nhà. Đấy. Trời. Mày đi rồi ơi, cố gắng chốt đơn nha. Cố gắng chốt đơn thật nhiều dùm cho em nha mọi người.
Thì đi vào thôi, đây là dép nữ mình hỏi đáp nè, xỏ chân vào. Ủng hộ đơn hàng nha mọi người ha. Có nhiều sản phẩm đang được giảm sâu sắc sâu và giới hạn rất là ít mã. Cho nên là mọi người mình nhớ. Và đây là một chiếc áo của mình chốt nha. Một chiếc áo Lacoste. Chốt liền giùm em nha. Nha mọi người ơi, hãy cứ chốt đơn. Chốt đơn thật nhiều. Ôi, mẹ bà quên mang giả bí đao rồi. Ok, ăn chung những người yêu thương một chiếc chào rồi. Rồi mọi người ơi, vào mình ủng hộ. Sao vậy anh? Hình như size M nó có vẻ nó hơi to, size S thì nó ôm body hơn. Thôi thấy vừa mà nó. Vừa. Vừa. Vừa y luôn ở đó mà nhỏ hay to. Vừa. Vừa. Thì mặc cái này phải đóng thùng này. Không, mình để rộng ra cũng được. Size mấy kiểu mà áo thun mà đóng thùng mà kiểu polo chắc size F nó sẽ vừa hơn. Không sao. Không sao. Và tay anh là phối thành đẹp hết. Đúng rồi. Với lại cái này là sẽ mặc với lại quần màu xanh và đi đôi giày màu đỏ. Ok. Nó sẽ thành một cái cột điện giao thông. Đúng rồi. Với lại nè, anh để dành đi mốt mình có bầu nữa thì nó cũng không thấy. Chốt đơn dùng cho em nha mọi người ơi. Đang được giảm giá nè mọi người ơi. Đang được giảm giá sâu sắc. Đúng rồi, sâu. Hôm nào mình mà phối rồi như vậy mình sẽ mượn cái phần của tuấn mình đeo. Ok, nhà ba trước thì mình thiệt. Em còn cái màu bạc nữa anh ơi. Vàng bạc. Vàng bạc. Ủa, nhau rồi rồi mình. Nha mọi người ơi, chốt liền dùng cho em nha. Trong giỏ hàng nè. Đó, có mặt nè, những mặt ngọc trai. Cực kỳ lành tính luôn. Cực kỳ là hiệu quả nha mọi người ha. Đó, rất là ok luôn. Cái túi mua được cái áo mà mình phải chốt giùm em trong tương lai tối ngày hôm nay để được ưu đãi rất là nhiều cho mình nha. Đó, rồi mình vô mình ủng hộ liền giùm cho em nha mọi người ơi. Ủng hộ liền đi. Đó, rất là hiệu quả cho mình trong cái việc sử dụng cho làn da mình đẹp và cải thiện hơn. Bây giờ hiện tại là rất là nhiều chị em gia đình báo mình là đang sử dụng cho rất là nhiều về sản phẩm của cô Linh đó mọi người, như là tắm nè, rồi dưỡng da làm sạch nè, đó hết luôn sạch cả nhà mình ha. Nhà cô Linh của em là có nhiều những sản phẩm tốt và lành tính, an toàn, cho nên là không có gây ảnh hưởng về cho sức khỏe, nhất là những cái đối tượng mà bầu, những các bé vậy thì vị thanh niên là cũng có thể mình sử dụng được, tại vì hoàn toàn là lành tính. Cái túi cho ta. Cho nên là xài rất là tốt. Xài rất là tốt luôn mọi người ơi. Đó, cho nên là cả nhà mình mua liền dùng cho em nha. Mua liền dùng cho em nha mọi người ơi. Đang được giảm giá ok la cho cả nhà mình, chốt đơn thật nhiều nha mọi người ha. Nặng không quậy ơi, không có nặng con ơi. Vàng mà con, ngàn này là mấy cây hết con. Cho nên là không có nặng lắm con ơi. Đó, rất là ok nha mọi người. Đó. Mọi người có tin không? Hôm nay tôi ngồi tôi xếp lại quần áo là có khoảng tầm 12, 13, 14 thì cái áo mà mọi người tặng nó còn chưa xếp em. Có nghĩa là áo nhiều. Chưa kịp. Áo nhiều mà còn không mặc hết, ý là chưa mặc hết được. Trời ơi, quá trời luôn. Có nghĩa là tặng áo bữa giờ là còn mười mấy cái chưa bóc tem, chưa mặc luôn. Nhiều quá mọi người, đem đến tình yêu thương nữa. Quá nhiều. Cả nhà hãy lan tỏa tình yêu thương bằng cách là chốt đơn thật nhiều nha. Nè. Đó. Cái này. Ok. Còn cái hộp nhỏ trên tôi á. Hộp nhỏ nào? Chưa gì má ăn rồi. Tôi ăn rồi mà. Bà bị khùng hả? Ăn đi. Để cơm ba cho ba đi con. Lấy cơm cho ba không rồi. Thôi nhìn cha tự lấy. À ok. Mệt quá à. Bực bầu quá à. Cơm nhiều quá ổng á, cơm ít chút lên. Ừ, hợp đấy. Thôi ba vừa đây con, ba ăn cơm nhiều thì bụng ba lại to ra. Đâu má này má vừa. Rồi đây đưa ăn hết đây, ăn hết cho. Chia ra. Đây thân này mặc được rồi, hai người ốm cũng được. Rồi chia qua đây hết. Rồi để tôi làm cho hai người ngọt. À hình các chú tiểu bịt mắt rồi bịt tai các kiểu. Yo. Mọi người ơi, bây giờ mọi người cố gắng giúp cho em là lên 1 triệu tim. Chúng ta sẽ lên ưu đãi cực kỳ hot.
của nhạc Thu Linh cho cả nhà mình nha. Rồi, cả nhà mình ơi, lên 1 triệu tim giùm em nha. Lên 1 triệu tim giùm em, bây giờ còn 200 ca tim. Ui giời, 200 tim ca tim đơn giản đúng mọi người. Dạ, lên 1 triệu rồi mọi người ơi. Lên 1 triệu giùm cho em nha mọi người. Lên 1 triệu giùm cho em nha. Bây giờ được 13 đơn. Nhanh lên mọi người ơi, cố gắng mình chốt liền giùm em. Cố gắng mình chốt đơn liền. Thật là nhiều nha mọi người ơi. Đó, rất là nhiều những ưu đãi. Người ta muốn thắt cái quần cho ba mà. Rồi mọi người ơi, vô đặt hàng ủng hộ liền giùm cho em nha mọi người ơi. Đó, đang được ưu đãi rất là sâu. Bây giờ lên giùm em 1 triệu tin ha, là sẽ lên một sản phẩm mà cả nhà mình sẽ rất là yêu thích. Đó, rất là yêu. Rồi em ăn cơm nhiều đúng không? Đó, anh ăn nhiều hay sao? Anh ăn ít thôi, vô đây rồi. Ờ, ok anh. Đó, làm rồi. Thơm mọi người, cơm thơm đó mọi người, đậu hũ và thịt nè. Nha, nãy giỡn đó. Rồi, mời anh xơi. Hai. Được. Thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Lên 1 triệu tiếp. Đúng không? Đúng không? Rồi, chuẩn bị nha. Lên. Sữa rửa mặt mức giá 99k, chấn động. Sữa rửa mặt 99k mọi người ơi, chốt đơn. Chấn động. Chốt đơn. Là có duyên dữ chưa? Bố nhìn thấy đâu? Ôi đang ăn gì đó má. Ghê quá. À, còn mất dạy. Ê. Mày mất dạy, mày vô duyên đã nào. Mày ơi, mình sau này mình bớt lại với bà, thiệt sự luôn á, cái này không có tốt đâu má. Mày vô duyên đã nào rồi mày. Cái này không có tốt đâu, nói thiệt luôn á. Bánh này đứng lên người luôn nha. Không có tốt đâu mi ơi, là mi. Rồi sao? Bả leo lên người ông Sơn xong bả bẹt bẹt. Đi. Mọi người ơi, chốt đơn liền giùm. Rồi đúng rồi. Rồi sao? Làm sao? Làm sao? Rồi chốt đơn giùm em đi, quan trọng. An quan trọng là đừng có mà quên cái việc chốt đơn. Tôi cố gắng, tôi nhịn, nãy giờ tôi mới định được. Thì mình đi ra ngoài đi. Nè, ăn đi nè. Mày mẹ quan tâm chết mẹ. Giờ em chứa mẹ à. Mẹ không phải quan tâm thì chết ta hàng xóm này. Nè, có trứng thịt kho, trứng chiên. Thôi. Mày chả sao con đi. Thôi. Thôi. Chốt liền giùm cho em nha, có rau muống. 20 là nhiều quá ba, nhiều quá. 6 đơn. Nhiều quá má. Mọi người ơi, mọi người chốt ủng hộ 20 chai sữa tắm đi mọi người ơi. Mọi người ơi, đang quên nữa. Trời ơi, bạn Việt có cái quá em quên luôn. Là chúng ta đang có giảm 99k cho đơn sữa rửa mặt nha. Chỉ có 100 mã. Chỉ có 100 mã thôi hả? Trời ơi mọi người ơi, chốt liền giùm cho em nha. Tự nhiên bà duyệt cái chi là tôi quên hết rồi. Nhanh lên mọi người ơi, mau chóng mình mua ha, mình vào mình săn sale nè. Đó, đang ưu đãi rất là tốt và cực kỳ là hời cho cả nhà mình. Nhanh chóng mình chốt đơn giùm cho em nha. Nhanh chóng mình vô mình chốt đơn. À bà người bà nhỏ con quá. Mày làm cái gì? Bà đẩy sát vô người bà nhỏ quá. Bà không có giới tới được cái cơ hơi sát rồi đó má. Kiếp gì đâu. Người ta đã nhỏ rồi. Không nhường nữa đúng không? Ủa mà hay lâu rồi. Rồi vô đi má. Rồi chốt đơn. Chốt đơn đặt hàng liền giùm em đi mọi người ơi. Đang được giảm giá rất là sâu sắc. Cực kỳ là nhiều rồi. Mọi người mình chốt đơn. Cứ để nó đi. Rồi mọi người đặt hàng liền giùm cho em đi mọi người ơi. 99k mà chỉ có 100 mã thôi mà mọi người mình không chốt đơn là quá là tiếc luôn á mọi người. Bà để cái ghế sát ra cái bàn luôn, bây giờ em phải ngồi chầm hởm vậy nè. Đó. Nhanh lên mọi người ơi, nhanh lên mọi người ơi. Dạ, mình đặt hàng liền giùm cho em nha. Đó, mình đặt hàng liền. Đẩy cam lại xíu sơn. Kéo xa xa ra.